phẩm đi siêu thị đi. Cái quầy bán hàng siêu thị nó to đùng như thế này cơ mà, sao bây giờ lại nhỏ bé tí đi ở trong cái hộp này như thế này á? Wow, nhìn này. Ở đây chị nhìn thấy có cả kem này, có cả xúc xích, kem và các loại bánh mì nữa. Wow. Rồi em Cam thử mở ra. Em bên trong nó là gì nào? Ê, rồi. Thế nhưng mà chị tưởng đây là một cái máy bán hàng mà. Nhìn cái này như chữ gì em Cam có nên tưởng ra không? Nhìn lên có bao nhiêu kem chất chứa. Còn ở đây thì là cái này với cả bánh mì này. Thế nhưng mà cái này lắp vào đây này em Cam. Cái này lắp thế này à? Chị chả nhìn thấy cái tờ hướng dẫn ở đâu cả. Bây giờ lắp cái máy này như thế nào nhỉ? Để nó được như cái hình này chứ gì. Đúng rồi, để nó như thế này này. Thế nhưng mà nó không có cái tờ hướng dẫn là thứ nhất phải lắp vào đâu, thứ hai phải lắp vào đâu của ạ. Nhìn hình như thế này thì làm sao mà lắp được. Không có tờ hướng dẫn gì à? Bình thường nó phải có một cái tờ hướng dẫn đi kèm ấy, nhưng mà lại chả thấy đâu. Đây này. Yahoo! Đây có đúng không? Đúng rồi, đây là hướng dẫn đây này. Không cần một tờ hướng dẫn. Thế mà vừa lúc nãy chị với cả em Cam tìm mãi không thấy đâu. Đưa đây để tôi lắp cho. Một này là đầu tiên, hai cái chữ A đứng ba bên này, còn đây này là cái gì đấy? Đấy là cái khay. Em Cam tìm cho anh một cái như thế này nữa sao nào? Đâu? Chính này chữ A mà vừa nãy chị hỏi em Cam đấy. Đây rồi. Thế xong rồi cái khay ở giữa đây. Đây, phải đây phải cái khay không? Đây à? Đúng rồi, hai cái khay này giống hệt nhau. Thế thì lắp trên hay lắp dưới đều được. Đây, rồi lắp vào đây nhá. Đấy, một cái này, xong cái bên này nữa, đây nữa này, đúng chưa? Xem nào. Đúng rồi. Hai thanh này, hai cái kệ này. Còn cái này là cái to nhất này, cái khay to nhất thì ở trên cùng này. Đây chính là cái khay to nhất. Đây. Đây nó phải như thế này. Đấy, ấn vào bên trên này. Cái này ấn vào bên trên này. Rồi. Có đúng không nhỉ cậu nhỉ? Nhìn trông nó cứ ngược cậu ơi. Thế nhưng cái này á, mình phải lắp cẩn thận không ạ? Vào rồi là nó khó ra lắm. Cẩn thận là lấy của em ơi. Em mất về lấy. Rồi. Đây, thay của em đây. Thế xong còn bước tiếp theo là hai cái thanh này nữa. Hai cái thanh dài. Đưa cho đây. Phải đây không? Không phải, cái thanh này cơ. Hai cái thanh này. Đây sẽ quay như thế này đúng không nhỉ? Đây. Không, phải quay như thế này mới đúng. Ok. Rồi. Thế xong tiếp theo. Đấy. Wow, sắp sửa thành hình cái máy rồi đấy. Cái này. Cam ra giữ cho anh cái đầu bên kia nào. Em Cam mà lắp cái máy này là có thể ra trường học bán xúc xích được rồi đấy. Giữ chưa Cam? Được rồi. Rồi. Đấy. Thế còn hai cái khay đấy. À, hai cái này thì cho ở bên hông này. Đây. À, phải ngửa lên cơ. Cái đấy là khay đựng đồ mà. Đúng rồi, khay đựng đồ phải ngửa lên như này. Cho xuống đây. Đấy. Cái khay này chính là những cái khay để đồ đấy.
Rồi. Rồi. Nghe tiếng yên để anh làm cho. Rồi. Thế còn chưa xong, chưa xong. Bây giờ mới là phần phần lắp ghép. Vẫn còn thiếu một cái khay nữa chỗ này này. Cái khay hình chữ nhật à? Đúng rồi. Ở đây tớ thấy vẫn còn nhiều. Wow. Có phải cái khay này không? Nope. Không, đây là cái máy tính tiền mà. Cái máy tính tiền đặt ở chỗ khác cơ. Cái này á? Ừ. Tớ nhìn trên nó cũng giống giống thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nó có cái này này, đây. Nhưng mà cái này lắp như thế nào nhỉ? Để làm gì này con nhục? Cái này lắp vào đây mà. À, cái này cũng là cái gọi là cái hộp mở kem cô ạ. À ha. Khi mình mở kem á. Đúng rồi, để tớ xem. Đây, thế như thế này. Đấy, tí nữa mình sẽ để kem vào bên trong này, xong nó đậy vào. Thì mình sẽ lấy đúng ra rồi, không? Thì là nó mới không bị nguội. Thế còn khâu cuối cùng này là khâu của em Cam đấy. Đây là chiếc máy của em Cam mà. Em Cam sẽ bày cái máy tính tiền này lên trên quầy hàng đi. Đấy. Còn cái này là cái gì vậy nhỉ? Trông lạ quá. Còn cái hình chữ nhật này ở đâu? Cái hình chữ nhật này là sẽ đút vào cái máy tính tiền này em Cam. Em Cam cho ở đây đi. Đấy, để như thế. Đây. Còn cái này là cái để chuyên quét mã vạch để tính tiền đấy. Mình sẽ cắm nó vào đây. Bây giờ để chị sẽ xé ra cái món đồ này ra, bày lên trên kệ. Nào, trang trí cái kệ cho em Cam để em Cam đi bán hàng. Wow, rất nhiều đồ. Xúc xích nhá. Đây này, xúc xích mình sẽ bày vào cái khay này. Đây, đây chính là cái khay để xúc xích này. Em Cam xúc cái xúc xích vào trong đấy. Đây á, là bánh con ốc đấy. Wow, em Cam xếp vào đấy đi. Đây, xếp vào cùng khay với nhau. À, hình như chị nhầm rồi. Đây là bánh mì hay sao ấy, chứ không phải xúc xích đâu. Đây là kệ bánh mì, các loại bánh mì. Thế còn kệ thứ hai là đồ hộp này. Một quả, hai quả, ba quả. Bên trong này là cái túi xăng cưa. Đây này, chị sẽ em Cam bóc nha. Ở đây là có các cái xăng cưa này. Em sẽ xé nó ra là sẽ được. Em sẽ mạnh ra. A few moments later. Cam xé nó túi ra đi để trưng bày nốt nào. Đây là các loại kem đấy. Ờ, thế nhưng mà sao cái que kem này nhìn trông nó khác với que kem này thế nhỉ? Hình như phải dán sticker luôn á. À, đúng rồi, phải dán sticker à. Đây đây, hình như đây chính là cái túi sticker này. Em Cam thử mở ra chị xem. Đấy, em Cam mở xong. Rồi, xem trong này nó là sticker gì. Wow, nhìn này, đẹp chưa? Thế này chúng mình, ôi, đây có phải là hình que kem không? Phải. Bây giờ chúng mình sẽ phải dán hết chỗ hộp này. Aha. Đây, bây giờ chị em mình sẽ cùng dán sticker vào các cái que kem này nhá. Đấy, em Cam dán cẩn thận vào, ôi lại bị lệch rồi. Nhìn này, em Cam lại dán bị lệch rồi. Em Cam phải dán cẩn thận vào chứ, đây này, phải căn nó vào. Căn nó thật thẳng hàng thì dán nó không bị lệch. Một trượt hỏng. Thế là chúng mình được hai que kem rồi. Hộp này là hộp gì? Đố em Cam biết đấy. Đây là hộp sữa chua. À đúng rồi, đây chính là hộp sữa chua. Giống như là hai hộp này này. Bây giờ chị em mình sẽ phải dán sticker để cho nó giống hộp hộp sữa chua hơn nhé. Em Cam trang trí nốt các cái hộp nhá. Còn chị sẽ trang trí cái kệ của em Cam. Đây, mình sẽ dán phần chữ lên phía trên này. Bọc phần chữ ra này. Đây, dán nó lên đây. Rồi. Em Cam làm được không? Ui dồi, chị biết ngay mà. Em Cam này bị dán sai rồi đấy. Đây này, em Cam phải dán thật là khéo thì mới dán được. Đây nữa, miếng dán này, dán bên dưới. Đây, còn chữ này dán ở đâu em Cam có biết không? Em có á, thế tự ra dán thế nào, thế dán chữ nào không? Đấy, đấy. Em Cam bâu đâu mà, biết ngay phải dán ở giữa. Cân đối vào thì mới được. Đấy. Được chưa? Rồi.
Dán xong thì phải miết thật chặt như thế này vào thì chữ nó mới dính được. Đúng rồi, chị quên mất đấy. Các cái tờ giấy này chính là hộp kẹo này. Hộp kẹo candy ở dưới này này, chúng mình sẽ phải gấp nó vào để tạo thành hình những chiếc hộp em cam ạ. Em cam gấp đi. Tháo ra. Gấp hai cục pin nhỏ này vào này. Cái này là dùng pin nhỏ thôi, không phải là pin to đâu. Còn đậy nắp lại. Rồi, mình sẽ để ở đây. Đấy. Ok, dưới này. Đây chính là cái thẻ. À đây là thẻ đây này. Khi mà đi siêu thị, mình chỉ cần một cái này đấy. Thế nào kêu, nó kêu nó rồi. Đấy. Kêu tít luôn. À, sẽ trừ tiền vào trong cái thẻ này luôn. Wow. Đấy. Rồi, bây giờ em cam sắp hàng lên kệ đi. Đây, cái máy tính tiền sẽ để ở đây. Mấy hộp đồ này mình sẽ bày vào đây. Còn đây là hộp sữa chua sẽ để bên cạnh này nhá. Đấy, đây là hai lon nước ngọt cũng để bên cạnh này. Các hộp này mình cũng sẽ bày vào đây. Còn que kem này em Cam biết cắm vào đâu không? Chúng mình sẽ cắm vào đây để bày kem ở đây để bán kem này và bán kẹo này. Cái này cũng là một lon nước ngọt, chúng mình sẽ để bên cạnh. Em Cam cho ở bên cạnh đi. Ui, các cái que kem này chúng mình sẽ không thể trưng bày ở đây được đâu. Đây này, ở đây nó có sẵn các cái ô để cho em Cam cắm kem vào đây này. Cắm kem vào đây, đấy. Còn bên trong cái khay này là sẽ để các cái vị kem này này. Ai thích ăn vị kem gì thì mình sẽ lấy ra và mình cho vào cái que kem ốc quế này. Đấy, xong mình sẽ bán cho mọi người. Đây, để kem vào đây nhá, để tránh kem bị chảy nước. Đây, cho kem vào đây. Đấy, bày ốc quế ra ngoài không thôi. Đấy, đóng lắp lên. Đồ ăn à, hoa quả à, bánh kẹo à. Cho anh một cái kem vị sô cô la đi. Kem ốc quế vị sô cô la. Chưa ấy rồi lúc đâu. Ui giời ơi. Em Cam bán hàng thế này nhầm rồi. Rồi. Đây là kem que à, chứ không phải là kem ốc quế. Bên này nó có cái que gọi là kem que. Kem ốc quế là nó phải có một cái vỏ ốc ở dưới xong là cầm ý để ăn cả vỏ ốc đi luôn cơ. Đúng. Đây là lần đầu tiên mà em Cam bán hàng cho nên là em ý vẫn chưa có kinh nghiệm các cậu ạ. Phải mở đây này. Đấy, đây mới gọi là kem ốc quế. Kem ốc quế vị sô cô la cơ. Còn cái vị màu trắng này là vị vani. Đúng rồi. Sô cô la là màu nâu này này. Đấy, em Cam lắc vào và đưa cho anh nhím nhé. Em mời ăn. Vẫn chưa đúng đâu. Mình bán kem ý, mình không thể cầm tay mình bóc vào như thế này được. Nó sẽ bẩn. Đây này, để anh lấy qua kem khác nha. À đúng rồi, lấy kem thì mình phải có cái gắp đúng không? Mình phải có cái gắp như này. Đấy, nhưng mà cái gắp này khó thế. Đây. Được rồi, anh xin. Thôi anh đi về nha. Bẩn. À quên, anh chưa trả tiền. À ừ vậy, quên mất đấy. Đây, anh giả tiền đây. Cái này là thẻ đó nha, không phải là tiền mặt đâu. Cái cô bán hàng này làm sao nhỉ? Đưa thẻ cho được quẹt. Mày cầm luôn cả thẻ của mình các bạn ạ. Cô bán hàng hôm nay bán hàng như thế này không được rồi. Khách hàng ấy mà đưa cho mình cái thẻ này thì mình sẽ phải quẹt thẻ. Đấy. Để trừ tiền đi rồi giả lại khách cái thẻ nhá.